Hân hạnh giới thiệu đến quý vị năm thức tập đơn giản của Tây Tạng. Và đây là bộ băng duy nhất đã cung cấp cho chúng ta một thông tin vô giá về năm phương pháp thể dục của Tây Tạng xưa kia. Năm phương pháp này chính là bí quyết để duy trì sự tươi trẻ, sức khỏe và sinh lực. Từ hàng ngàn năm qua, những bài tập này đã trở thành những nghi thức thần kỳ được giữ kín trong các tu viện ẩn náu trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Thân thể con người có 7 trung tâm năng lực. Người Tây Phương gọi đó là những điểm xoáy, trong khi người Hindu gọi là luân xa. Tuy không thể trông thấy, nhưng 7 luân xa này là những điện trường cực mạnh và chúng hoàn toàn có thực. Mỗi luân xa tập trung vào một trong số 7 tuyến nội tiết của cơ thể, và nhiệm vụ của nó là kích thích sự sản xuất hormone. Chính những hormone này điều hành toàn bộ các chức năng của các cơ quan nội tạng, và đồng thời điều hành cả tiến trình lão hóa. Luân xa đầu tiên hay luân xa ở thấp nhất tập trung ở tuyến sinh dục, luân xa thứ hai tập trung ở tuyến tụy trong vùng bụng, luân xa thứ ba đóng tại tuyến thượng thận trong vùng đám rối dương, tức là mạng dây thần kinh ở bụng, luân xa thứ tư đóng tại tuyến ức ở vùng ngực, luân xa thứ năm đóng ở tuyến giáp trạng nơi cổ, luân xa thứ sáu đóng ở tuyến tùng tại đáy sâu của não, và luân xa thứ bảy, luân xa đóng ở cao nhất, tập trung tại tuyến yên, nơi đáy trước của não. Trong một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, hoạt động của những luân xa này thật là mãnh liệt, giúp cho prana, sinh lực chủ yếu của sự sống, hay còn được gọi là sinh lực hoàn vũ, được trôi chảy qua các tuyến nội tiết. Nhưng nếu sự hoạt động của một hay nhiều luân xa đó bị trì trệ, thì dòng sinh lực của sự sống bị cản trở hoặc bế tắc, và như thế đưa đến bệnh hoạn và già nua. Với một người khỏe mạnh thì những luân xa đó làm lan tỏa sinh lực ra đến tận làn da bên ngoài. Ngược lại, với một cơ thể già nua bệnh hoạn thì những luân xa này hầu như không thể đẩy sinh lực lên đến bề mặt của thân. Vì thế, cách thức nhanh nhất để giành lại sự tươi trẻ, sức khỏe và sinh lực là làm sao để cho những luân xa này hoạt động được bình thường trở lại. Để đạt đến mục đích này, chúng ta có 5 bài tập sau đây. Mỗi một trong 5 bài này, tự nó đã rất hữu ích cho bạn, nhưng nếu muốn có được những kết quả tối ưu, thì quý bạn không nên bỏ sót một bài nào. Ở Hy Mã Lạp Sơn, các Lạp Ma gọi chúng là những thức. Vì thế, ở đây chúng tôi cũng muốn dùng lại danh từ đó. Những trung tâm năng lực này là những chuyển động xoáy cực nhanh. Khi tất cả đều xoáy với một tốc độ cực nhanh như thế, thì cơ thể đang ở trong trạng thái toàn hảo. Khi có một hoặc nhiều luân xa bị chặn lại, thì tuổi già và suy thoái bắt đầu tiến trình xâm thực. Thức tập thứ nhất. Thức tập này là một phương pháp tập rất đơn giản, mục đích cấp kỳ là làm cho các luân xa xoáy nhanh trở lại. Quý bạn thường bắt gặp động tác này ở những trẻ em khi chúng chơi đùa. Trong thức thứ nhất này, tất cả những gì mà các bạn cần phải làm là dương thẳng hai tay ra theo chiều ngang, sau đó các bạn xoay tròn cho đến khi hơi chóng mặt. Một điều mà các bạn phải lưu ý đó là xoay tròn từ trái sang phải. Nói cách khác, nếu các bạn để cái đồng hồ ở trên sàn nhà, trước mặt bạn, thì các bạn phải quay theo chiều của kim đồng hồ. Hầu hết những người lớn tuổi chỉ có thể xoay khoảng 6 lần trước khi cảm thấy chóng mặt. Vì mới bước vào luyện tập, tôi khuyên các bạn không nên vượt quá 6 vòng quay. Sau đó, nếu cảm thấy chóng mặt, thì các bạn có thể ngồi hoặc nằm xuống để cho nó vơi đi. Lúc đầu tôi cũng đã từng làm như thế. Nói tóm lại, để bắt đầu, các bạn chỉ nên thực hành thức thứ nhất này cho đến khi hơi cảm thấy chóng mặt, rồi dần dần, sau khi đã luyện tập cả 5 thức, các bạn có thể xoay tròn nhiều vòng hơn mà không cảm thấy chóng mặt. Ngoài ra, để giảm thiểu sự chóng mặt
các bạn cũng có thể nói theo cách thức của các vũ công. Trước khi bắt đầu quay, các bạn hãy tập trung tầm nhìn vào một điểm duy nhất ở trước mặt, và khi khởi sự quay, hãy hướng ánh mắt về cái điểm đó càng lâu càng tốt. Cuối cùng, các bạn sẽ phải rời nó khỏi tầm mắt, để cho đầu bạn có thể cùng xoay theo thân. Khi điều này xảy ra, các bạn hãy xoay đầu thật nhanh, hầu có thể hướng tầm mắt càng sớm càng tốt về cái điểm đó. Chính cái điểm chuẩn này giúp cho các bạn đỡ chóng mặt và không bị lúng túng. Ở Ấn Độ, không ai ngạc nhiên khi trông thấy các tu sĩ Hồi giáo không ngớt xoay tròn trong các vũ điệu tôn giáo của họ. Sau đó, khi đã thụ giáo của Lạt Ma về thức tập thứ nhất này, tác giả bỗng nhớ lại hai điều có liên quan đến thức tập này. Một là các tu sĩ này luôn xoay mình theo một hướng, tức là từ trái sang phải, hoặc nói khác hơn là xoay theo chiều kim đồng hồ. Hai là những tu sĩ già, vốn thường xuyên phải xoay mình trong các nghi lễ, thường có vẻ khỏe mạnh và tráng kiện hơn những người cùng với lứa tuổi của họ. Khi chúng tôi nêu ra vấn đề này với Lạt Ma, Ngài đã giải thích rằng cái động tác xoay người này có một tác dụng rất hữu ích, nhưng đồng thời nó cũng mang tính cách tác hại. Ngoài ra, Ngài cũng cho biết sự xoay tròn thái quá đã kích thích quá mức một số những luân xa, đến nỗi cuối cùng chúng bị cạn kiệt. Điều này đưa đến hệ lụy là trước tiên làm tăng nhanh dòng trôi chảy của prana, tức là nguồn sinh lực chủ yếu của sự sống, và rồi làm bế tắc nó. Các hành động xây dựng rồi xé toạc này khiến cho các giáo sĩ Hồi giáo phải nếm trải một trạng thái chấn động tâm thần và khiến cho họ đi lệch ra khỏi con đường của tôn giáo và tinh thần. Nhưng các Lạt Ma thì không bao giờ đưa thức xoay mình đến chỗ thái quá, trong khi các giáo sĩ Hồi giáo có thể xoay mình hàng trăm lần, thì các Lạt Ma chỉ thực hành nó khoảng chục lần hoặc nhiều hơn đôi chút, vừa đủ đưa các luân xa vào hoạt động mà thôi. Thức tập thứ hai. Tiếp theo thức tập thứ nhất là thức thứ hai, và mục tiêu của thức này là nhằm kích thích hơn nữa bảy luân xa. Thức tập này cũng đơn giản như thức tập thứ nhất. Trong thức này, người tập phải nằm dài trên sàn, mặt ngẩng lên. Tốt nhất, các bạn nên nằm trên một tấm thảm dày hoặc một tấm đệm bằng phẳng. Các Lạt Ma thực hành nghi thức này trên một tấm thảm mà người Tây Phương thường gọi là thảm cầu kinh, thảm làm bằng len khá dày, và mục đích của nó là để ngăn không cho cơ thể bị thấm nhiễm bởi cái lạnh của sàn nhà. Một khi các bạn đã nằm duỗi lưng thẳng người, hãy buông hai cánh tay dọc theo hông, gan bàn tay úp xuống sàn, giữ cho các ngón tay sát vào nhau. Tiếp đó, các bạn hãy nhấc đầu lên, thu cằm vào ngực. Trong khi làm như thế, nhấc hai cẳng chân lên, đầu gối thẳng, trong tư thế thẳng đứng. Nếu có thể, các bạn hãy để hai chân vươn ngược lên trên thân, về phía đầu, nhưng phải giữ cho hai gối thật thẳng. Rồi từ từ thả đầu và hai cẳng chân xuống sàn, trong khi đầu gối vẫn giữ thẳng. Hãy thư giãn toàn bộ các cơ bắp sau đó, thực hành lại thức tập này. Trong khi thực hành, các bạn hãy tuân theo nhịp thở như sau. Hít vào thật sâu khi bạn nhấc đầu và hai cẳng lên, thở ra toàn bộ khi bạn hạ đầu và hai chân xuống. Giữa những lần tập, trong khi các bạn thư giãn các cơ bắp, các bạn vẫn tiếp tục hít thở theo nhịp như vừa kể, càng hít thở sâu thì càng tốt. Nếu không thể giữ cho hai đầu gối được thật thẳng, thì các bạn có thể cong chúng theo mức độ cần thiết. Tuy vậy, nếu các bạn tiếp tục luyện tập thức này, thì hãy cố để giữ cho hai đầu gối càng thẳng, càng tốt. Một vị Lạt Ma đã kể với tôi rằng, khi lần đầu tiên Ngài thực hành thức tập luyện này, Ngài đã quá già yếu và lụ khụ, đến nỗi Ngài không thể nhấc được hai chân trong tư thế thẳng. Vì thế, Ngài bắt đầu bằng cách đưa hai chân lên trong tư thế cong, và với tư thế đó, đầu gối của Ngài thẳng tắp, nhưng hai chân thì tỏng te. Thế rồi từ từ, từng chút một, Ngài có thể dương thẳng chân ra, và ba tháng sau đó, Ngài đã có thể dương thẳng chúng một cách dễ dàng. Vị Lạt Ma lạ lùng này đã mang lại cho chúng ta khá nhiều ngạc nhiên. Khi kể lại chuyện đó, Ngài là một người hoàn toàn tươi trẻ và khỏe mạnh, tuy biết rằng Ngài đã khá lớn tuổi. Một trong những niềm vui của Ngài là phấn đấu vác một thúng rau tươi nặng khoảng vài trăm cân Anh từ vườn để lên tu viện ở trên núi cao, cách đó vài trăm phút. Ngài vác đi như thế, không nóng vội nhưng đồng thời cũng không dừng chân nghỉ, và khi đến nơi Ngài chẳng có vẻ gì là hụt hơi.
Một lần khi tôi cố theo ngài để ngược lên tu viện, tôi đã phải dừng lại ít nhất là 12 lần để thở, nhưng rồi sau đó tôi cũng có thể di chuyển dễ dàng như ngài và chẳng cần dùng đến chiếc gậy nữa. Nhưng đây là chuyện khác. Thức tập thứ ba. Thức thứ ba này cần phải được thực hành ngay sau thức thứ hai. Tựa như thức trước, thức này cũng rất đơn giản. Tất cả những gì mà quý bạn phải làm là quỳ gối trên sàn nhà và giữ cho thân mình thẳng đứng, hai bàn tay áp sát vào đùi, sau đó nghiêng đầu và cổ về phía trước, cằm thu vào ngực. Tiếp đến, ngửa đầu và cổ ra phía sau càng xa càng tốt, đồng thời ngả người ra sau, cong hẳn cột sống. Khi cong mình như thế, các bạn hãy bám cánh tay và bàn tay lên đùi để làm điểm tựa. Cong người xong, hãy trở về với tư thế cũ và lặp lại toàn bộ thức thứ ba này thêm một lần nữa. Cũng tựa như thức thứ hai, ở thức thứ ba này, chúng ta cũng phải điều hòa nhịp thở đúng như quy định. Quý bạn phải hít vào thật sâu khi cong cột sống và thở ra khi quay về với tư thế thẳng đứng. Hít thở sâu là điều rất hữu ích, vì như thế các bạn có thể đưa không khí vào buồng phổi càng nhiều càng tốt. Tác giả đã từng trông thấy cảnh 200 vị lạt ma đồng loạt luyện thức này, để điều tâm hay nói khác hơn là tập trung tư tưởng. Tất cả đều nhắm mắt lại để loại bỏ những ràng buộc của thế giới ở bên ngoài và có thể tập trung vào chính mình. Từ hàng ngàn năm trước, các lạt ma đã hiểu rằng mọi lời giải đáp cho những bí ẩn khôn lường của đời sống đều được tìm thấy ở bên trong chính mình. Họ đã phát hiện rằng tất cả những tính chất đã kết hợp lại để tạo thành đời sống chúng ta đều khởi phát từ bên trong cá nhân con người. Đây là một quan điểm mà người phương Tây chẳng thể nào am hiểu, bởi theo họ thì đời sống vốn được khuôn đúc bởi những lực không thể nào kiểm soát được của thế giới vật chất. Chẳng hạn như hầu hết những người phương Tây đều cho rằng cơ thể của con người không tránh được phải lão hóa và suy thoái, vì đó là quy luật tự nhiên của Thượng Đế. Vậy mà, khi hướng tầm nhìn vào nội giới, các vị lạt ma hiểu rằng điều đó chỉ là một ảo tưởng nhằm để tự an ủi chính mình mà thôi. Các lạt ma, nhất là các ngài đang sống trong tu viện, mà tôi được may mắn đặt chân đến, đã cống hiến cho thế giới một điều vĩ đại, và điều này được thực hiện trên tầm mức hoàn vũ. Từ tầm mức này, họ vượt lên trên những chuyển động của thế giới vật lý, để có thể quan sát và theo dõi loài người trên toàn thế giới, hầu mang đến cho nó nhiều tốt đẹp. Thức tập thứ tư. Lần đầu tiên thực hành thức thứ tư này, chúng ta cảm thấy rất khó khăn, nhưng rồi một tuần lễ sau, nó trở nên đơn giản như những thức khác. Trước tiên, các bạn hãy ngồi xuống trên sạt nhà, hai cẳng chân duỗi ra phía trước, hai bàn chân đặt cách nhau khoảng 20 cm, gan hai bàn tay úp xuống sàn, dọc theo mông, sau đó thu cầm về phía trước ngực. Tiếp đến, các bạn hãy ngả đầu ra phía sau, càng xa càng tốt, đồng thời nhấc thân mình lên sao cho đầu gối cong lại, trong khi hai cánh tay trở nên thẳng đứng. Với tư thế này, thân mình trở thành song song với sàn nhà và thẳng góc với hai cánh tay và hai cẳng chân. Rồi bạn hãy gồng căng mọi cơ bắp của cơ thể. Cuối cùng, khi quay trở lại với thế ngồi ban đầu, các bạn hãy thư giãn các cơ bắp và nghỉ một lúc trước khi lặp lại các động tác của thức tập. Cũng vậy, thở là điều quan trọng trong thức tập này. Bạn hãy hít vào thật sâu khi nhấc thân mình lên và thở ra thật dài hơi khi bạn hạ người xuống. Tiếp tục duy trì nhịp thở này khi bạn ngơi nghỉ giữa hai lần tập. Sau khi rời tu viện, chúng tôi đã chu du qua một số đô thị lớn của Ấn Độ, và để thử nghiệm, tác giả và chúng tôi đã mở một số lớp để hướng dẫn năm thức tập thể dục này cho những người Anh cũng như dân bản xứ. Chúng tôi nhận thấy những người lớn tuổi trong cả hai nhóm này đều cho rằng họ không tài nào thực hành thức thứ tư bởi vì họ đã quá già. Đây là ý nghĩ sai lầm và đồng thời khiến cho chúng tôi phải khó khăn khi thuyết phục họ. Cuối cùng, tác giả và chúng tôi khuyên họ hãy làm tất cả những gì có thể trong vòng một tháng để xem tiến triển như thế nào. Và lời khuyên này đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn sự dự đoán. Chúng tôi còn nhớ có lần tác giả và chúng tôi hướng dẫn một lớp có một số ít người lớn tuổi, và khi chuyển sang thức thứ tư này, những người đó hầu như không thể nhấc thân mình lên khỏi sàn, và đương nhiên không thể đạt tới tư thế song song với sàn nhà. Cũng tại lớp này, có một số người trẻ đã thực hiện động tác này một cách dễ dàng ngay trong buổi đầu tiên. Điều này làm cho những người cao niên cảm thấy chán nản
nên vì thế phải tách thành hai nhóm. Tác giả và chúng tôi đã phải giải thích cho những người cao tuổi rằng, lần đầu tiên khi tập thức thứ tư này, chúng tôi cũng chẳng hơn gì họ. Nhưng giờ đây, tôi có thể thực hành liên tục 50 lần thức này mà không hề thấy mệt mỏi hay bị căng thẳng cơ bắp. Và để chứng minh cho điều đó, chúng tôi đã thực hành ngay trước mắt của họ. Kể từ đó, những người cao tuổi đã đạt được những tiến bộ vượt mức. Các bạn phải nhớ rằng, sự khác biệt giữa trẻ trung và già nua, giữa khỏe mạnh và bệnh hoạn, chỉ đơn giản tùy thuộc ở tốc độ quay của luân xa. Đưa tốc độ quay của luân xa về với chuẩn mực thông thường của nó, thì một người già nua lại có thể trở nên trẻ trung và khỏe mạnh. Thức tập thứ năm. Khi thực hành thức thứ năm, thân mình của bạn phải hướng xuống đất, được chống đỡ bởi hai tay, gan bàn tay áp xuống sàn, và các ngón chân ở trong tư thế cong lại. Với thức tập này, các bạn phải đặt hai bàn tay và hai chân cách nhau khoảng 60 cm, trong khi cánh tay và cẳng chân phải giữ thẳng. Để bắt đầu, các bạn hãy chống hai tay thẳng đứng xuống sàn và cong cột xương sống sao cho thân mình ở trong tư thế lún xuống. Tiếp đó, ngả đầu ra phía sau càng xa càng tốt, rồi cong ở phần hông và đưa thân mình lên trên để tạo thành hình chữ V ngược. Đồng thời, các bạn hãy đưa cằm tới trước và áp sát vào ngực. Tất cả chỉ có thế. Thực hành xong, các bạn trở lại với tư thế ban đầu và lặp lại toàn bộ thức tập này. Sau tuần lễ đầu tiên, thông thường các bạn sẽ thấy đây là một trong những thức dễ tập nhất. Một khi đã thuần thục rồi, các bạn để cho thân mình rơi xuống tới một điểm hầu như là chạm sàn nhà, nhưng không hoàn toàn chạm hẳn. Hãy gồng căng các cơ bắp trong một lúc, kể cả khi thân bạn đang ở điểm cao cũng như khi hạ xuống thấp. Tiếp tục hít thở sâu như đã áp dụng trong những thức trước đây. Hãy hít vào thật sâu khi bạn nâng người lên và thở ra hết khi bạn hạ người xuống. Bởi vì ở bất cứ nơi đâu, khi truyền đạt những thức tập này thì trước tiên người ta thường cho rằng chúng giúp làm giãn cơ bắp và các khớp bị sơ cứng, đồng thời giúp cho các cơ bắp trở nên rắn chắc. Tuy nhiên, mục tiêu chủ yếu của những thức tập này là đưa tốc độ quay của các luân xa về với chuẩn mực thông thường, có nghĩa là phù hợp với tốc độ quay của các luân xa của một người khỏe mạnh ở độ tuổi 25. Trong con người tất cả các luân xa đều có cùng một tốc độ xoay. Mặt khác, nếu các bạn có thể trông thấy 7 luân xa của một người ở tuổi trung niên, nam hoặc nữ, thì các bạn sẽ hiểu ngay rằng tốc độ quay của một số các luân xa trong cơ thể của họ đã bị chậm lại rất nhiều. Tất cả chúng đều xoay với những tốc độ khác nhau. Và chẳng có luân xa nào có thể cùng vận hành một cách nhịp nhàng và hài hòa với luân xa khác. Luân xa quay chậm sẽ làm cho phần cơ thể nơi nó tập trung bị suy thoái, trong khi luân xa quay nhanh tạo ra sự lo lắng, bồn chồn, căng thẳng và mệt mỏi. Vì thế, sự hoạt động bất thường của các luân xa mang lại sự suy yếu, bệnh hoạn và già nua. Để bắt đầu, trong tuần lễ thứ nhất, chúng tôi khuyên quý bạn nên thực hành mỗi ngày một buổi với 3 lần cho mỗi thức tập, rồi trong những tuần lễ kế tiếp, gia tăng thêm 2 lần các buổi tập, cho đến khi mỗi ngày các bạn có thể thực hiện được 21 lần cho mỗi thức. Nói cách khác, trong tuần lễ thứ hai, hãy thực hành 5 lần cho mỗi thức, tuần lễ thứ ba 7 lần, tuần lễ thứ tư 9 lần, và cứ như thế tiếp tục. Như vậy, trong khoảng thời gian khoảng 10 tuần, các bạn đã có thể thực hiện được đầy đủ 21 lần mỗi ngày cho toàn bộ 5 thức. Nếu các bạn gặp khó khăn trong việc thực hành thức thứ nhất, xoay tròn, theo cùng một số lần với những thức khác, thì như thế bạn có thể chia ra làm nhiều lần để thực hành, sao cho đủ 21 lần mà không phải bị chóng mặt. Và chúng tôi tin rằng cuối cùng các bạn cũng có thể xoay tròn 21 lần như đã định. Chúng tôi biết có một người đã thực hiện những thức này trong hơn một năm ròng rã trước khi có thể xoay tròn nhiều lần như đã quy định ở thức thứ nhất. Ông ta có thể dễ dàng thực hành những thức khác, nhưng với thức xoay tròn này thì tiến rất chậm và phải cần một khoảng thời gian dài mới có thể thực hiện được 21 lần xoay trong cùng một lúc. Và sau đó, ông đã đạt được những thành quả mỹ mãn. Tuy vậy, cũng có những người không hề cảm thấy khó khăn khi xoay tròn. Thông thường,
Họ là những người đã bỏ qua thức thứ nhất này để thực hành bốn thức còn lại trong vòng 3 đến 6 tháng, và rồi họ nhận ra rằng mình có thể bắt đầu với thức thứ nhất. Câu hỏi đặt ra kế tiếp là, vậy thì ta nên tập luyện những thức này vào lúc nào ở trong ngày? Chúng tôi xin trả lời. Quý bạn có thể thực hành vào buổi sáng hoặc buổi tối, tùy theo giờ rất thuận tiện. Riêng với chúng tôi thực hành trong cả hai buổi, sáng và tối. Nhưng vì bạn là người mới tập tễnh bước vào con đường tập luyện, cho nên tôi không muốn thôi thúc các bạn. Sau khi đã tập luyện những thức này được 4 tháng, các bạn có thể bắt đầu dành thời gian để thực hành nhiều lần vào buổi sáng, vào buổi tối, bạn chỉ thực hành 3 lần cho mỗi thức. Hãy tuần tự gia tăng số lần tập luyện như các bạn đã làm trước đó, cho đến khi thực hành đủ 21 lần. Các bạn không cần phải thực hành những thức này nhiều hơn 21 lần vào buổi sáng cũng như buổi tối, trừ phi các bạn cảm thấy thực sự bị thôi thúc bởi sự tập luyện. Hỏi, tất cả những thức thực tập này đều có tầm mức quan trọng ngang nhau sao? Trả lời, đúng như vậy. 5 thức tập này liên kết với nhau để tác động lên cơ thể của bạn, và chúng cùng có chung một tầm mức quan trọng như nhau. Sau một thời gian tập luyện, nếu bạn cảm thấy không thể cùng một lúc thực hành các thức này theo số lần đã quy định, thì các bạn hãy tách chúng thành 2 buổi tập, một vào ban sáng và một vào buổi tối. Nếu các bạn cảm thấy khó khăn trong việc thực hành một thức nào đó trong 5 thức, thì hãy bỏ nó sang một bên để chú tâm vào việc thực hành 4 thức kia. Rồi vài tháng sau đó, hãy tập lại cái thức mà bạn đã thấy khó khăn và bỏ qua đó. Với phương pháp này, kết quả sẽ đến chậm hơn, nhưng dẫu sao thì nó cũng sẽ đến. Khi tập luyện các thức này, các bạn không bao giờ nên gắng sức để thực hiện cho bằng được. Điều đó sẽ không mang lại cho bạn một lợi ích nào. Đơn giản, bạn chỉ nên làm tất cả những gì bạn có thể, rồi từ từ tiến lên, và đừng bao giờ nản chí. Với thời gian và kiên trì, cuối cùng rồi, cũng như mọi người, bạn có thể thực hiện cả 5 thức này 21 lần mỗi ngày. Để vượt qua cái khó khăn của một trong 5 thức tập luyện này, một số người đã sáng tạo ra vài cách thức của riêng họ. Hồi còn ở Ấn Độ, có một cụ già không thể thực hành ngay thức thứ 4. Ông ấy chỉ có thể nhấc được thân mình lên đôi chút khỏi sàn, nhưng dứt khoát bằng mọi cách phải đưa nó lên trong tư thế nằm ngang như tôi đã mô tả. Vì vậy, ông đã lấy một cái hộp vừa tầm, lót đệm lên, rồi đặt lưng trên đấy, chống chân ở phía này, chống tay ở phía kia. Với cái cách thức này, ông ta có thể nâng thân mình lên một cách khá tốt đẹp. Giờ đây, tuy cái mánh lới đó không giúp cho ông cụ thực hiện đầy đủ 21 lần cách thức tập đó, nhưng nó giúp cho ông có thể nhấc mình lên ở một tầm cao tương tự như những người khỏe mạnh. Điều này tạo được một ảnh hưởng tích cực về mặt tâm lý, và như thế cũng đã là hữu ích. Chúng tôi không khuyên bạn hãy bắt chước như ông ấy, nhưng lối giải quyết đó có thể giúp cho bất cứ ai cảm thấy hoàn toàn thất vọng trước một thức tập có thể tiến bước. Vậy nếu có tinh thần sáng tạo, thì các bạn nên nghĩ ra một cách thức nào đó để có thể giúp các bạn thực hành được bất cứ thức tập nào mà các bạn cảm thấy khó khăn. Hỏi, vậy sẽ ra sao nếu chúng ta bỏ hẳn một trong 5 thức? Trả lời, có thể nói rằng đây là những thức tập đầy thần lực. Vì thế, nếu bỏ hẳn một trong 5 thức trong khi bạn vẫn đều đặn và đầy đủ tập luyện 4 thức kia, thì bạn sẽ có được những kết quả tuyệt hảo. Bạn phải hiểu rằng chỉ một thức không thôi cũng đủ để tạo ra sự thần kỳ. Điều mà tôi đã chứng minh qua vũ điệu xoay tròn của các tu sĩ Hồi giáo. Những tu sĩ già vì không xoay mình thái quá như những người trẻ, cho nên đã giữ được sự khỏe mạnh và cường tráng. Đây cũng là dấu chỉ cho thấy rằng chỉ có một thức tập không thôi mà cũng đủ mang lại những kết quả hùng hồn. Vì vậy, nếu các bạn thấy rằng mình không thể thực hành toàn bộ được 5 thức, hoặc không thể nào thực hành được đầy đủ 21 lần mỗi ngày, thì hãy vững tin rằng bạn sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp với bất cứ thức tập nào mà các bạn có thể thực hiện được. Hỏi, liệu những thức tập này có thể được thực hành cùng với các chương trình thể dục khác hay như thế sẽ gây ra bất lợi gì? Trả lời, không sao cả. Nếu bạn đang theo một chương trình thể dục nào đó thì cứ việc tiếp tục, còn nếu bạn chưa có một chương trình tập luyện nào thì chúng tôi khuyên bạn hãy bắt đầu đi. Bất cứ một hình thức thể dục nào cũng giúp cho cơ thể duy trì được sự quân bình và tươi trẻ. Thêm vào đó, 5 thức tập mà chúng tôi trình bày sẽ giúp cho các bạn đưa vòng quay của các luân xa vào chuẩn mực thông thường,
hầu cơ thể của chúng ta được dễ dàng đón nhận những thành quả do các bài thể dục mang lại. Hỏi, năm thức tập đó có cần phải kết hợp với điều gì khác không? Trả lời, có hai điều sẽ giúp ích nếu bạn biết kết hợp đúng đắn. Điều thứ nhất là, như tôi đã nói trước đây, các bạn phải thở thật đều và sâu trong những lần nghỉ giữa hai thức tập. Ngoài ra, giữa hai thức tập, các bạn nên đứng thẳng người, hai tay đặt lên hông trong khi vẫn đều đặn duy trì nhịp thở sâu. Khi thở ra, các bạn hãy tưởng tượng rằng mình đang đẩy ra mọi căng thẳng đang chất chứa bên trong cơ thể. Để như thế, các bạn cảm thấy thư giãn và nhẹ nhõm. Khi các bạn hít vào, hãy tưởng tượng rằng các bạn đang rót đầy vào mình một cảm giác thoải mái và toàn mãn. Điều thứ hai là sau khi tập, các bạn nên tắm bằng nước ấm hoặc nước mát, hoặc tốt hơn hết, bạn nên lau người lẹ làng bằng một khăn ẩm, rồi sau đó dùng khăn khô để lau lại. Một điều chúng tôi khuyên bạn nên tuyệt đối tránh là tắm bằng nước lạnh hay bằng khăn ướt quá lạnh. Như thế, bạn có thể bị thấm lạnh vào bên trong cơ thể, và nếu làm như thế, bạn sẽ loại bỏ tất cả những gì tốt đẹp mà bạn đã gặt hái qua năm thức tập. Hỏi, phải chăng năm thức tập này là thực sự đơn giản như ông đã mô tả cho chúng tôi? Trả lời, đúng như vậy. Tất cả những gì mà các bạn cần phải làm là tập 3 lần mỗi ngày để bắt đầu và từ từ tăng lên cho đến khi mỗi ngày thực hành đủ 21 lần cho mỗi thức. Đây là một bí quyết tuyệt vời có thể giúp ích cho toàn thế giới nếu được mọi người biết đến. Dĩ nhiên, để đạt được những kết quả thật sự, các bạn phải mỗi ngày thực hành những thức tập này. Mỗi tuần, các bạn có thể nghỉ tập một ngày, nhưng không được nhiều hơn, bởi vì nếu vì một lý do nào đó mà các bạn bỏ đi thói quen luyện tập hàng ngày, thì như thế các bạn sẽ làm tổn hại đến toàn bộ sự tiến triển của mình. May thay, hầu hết mọi người khi đã bắt đầu với những thức tập này, thì không những thấy chúng dễ dàng, mà còn thích thú và hữu ích để thực hành mỗi ngày, nhất là khi họ đã thấy được những lợi ích của chúng. Nói tóm lại, bạn chỉ mất khoảng 20 phút để thực hành năm thức này, và nếu bạn là một người có đầy đủ thể chất, thì các bạn có thể thực hành chúng trong vòng 10 phút hoặc ít hơn. Nếu các bạn phải bề bộn suốt ngày, không có thời gian để luyện tập, thì nên dậy sớm vài phút vào buổi sáng, hoặc đi ngủ hơi muộn vào buổi chiều, tối, hầu dành ra đôi chút thời gian để tập luyện. Mục đích của năm thức tập này là tái lập lại sự tươi trẻ và sức khỏe cho thân xác của bạn. Ngoài ra, còn có những yếu tố khác quyết định cho sự đổi thay tích cực của bạn, mà hai trong số những yếu tố này là tâm trạng và ước muốn. Như bạn đã biết, có những người trông già hẳn ở lớp tuổi 40, trong khi có những người trông vẫn trẻ khi họ đã lục tuần. Chính tâm trạng của con người đã tạo ra sự khác biệt đó. Bất luận tuổi tác nào, nếu bạn có thể cho rằng mình vẫn còn trẻ, thì mọi người sẽ thấy bạn trẻ trung đúng như bạn đang nghĩ. Khi bắt đầu luyện tập những thức này, chúng tôi đã cố gắng xóa đi trong tâm trí cái hình ảnh già nua, yếu đuối của chính mình, và thay vào đó, chúng tôi xác định trong tâm trí cái hình ảnh thời còn trai trẻ của chúng tôi. Phía sau cái hình ảnh đó, chúng tôi dồn hết năng lực cho sự ước muốn, và kết quả là như các bạn đã thấy. Với nhiều người đây là một công việc khó khăn, bởi vì họ không tài nào thay đổi được cách thức mà họ nhìn chính mình. Họ tin rằng thân thể sớm muộn gì cũng trở nên già nua, yếu đuối, và không có gì có thể làm cho họ thay đổi cái quan điểm đó. Mặc dù vậy, một khi họ đã thực hành năm thức này, họ sẽ bắt đầu cảm thấy trẻ trung và đầy sinh lực hơn. Điều này giúp cho họ có thể thay đổi cái nhìn về chính mình, và dần ra họ bắt đầu nhận thấy mình trẻ ra. Và chẳng bao lâu, nhiều người sẽ cho họ hay rằng họ có một vẻ bề ngoài trông rất tươi trẻ. Ngoài ra, đối với những ai muốn rằng mình được thật là tươi trẻ, thì họ cần phải biết đến một yếu tố cực kỳ quan trọng khác. Đó là thức thứ sáu, một thức tập bổ sung mà tôi đã cố tình dành nó về sau để trình bày với các bạn. Thức thứ sáu này chỉ có thể hữu ích khi các bạn đã đạt được những kết quả tốt đẹp qua năm thức tập đã nêu ra. Đến đây, chúng tôi xin lưu ý mọi người rằng nếu muốn hưởng lợi ích của thức tập thứ sáu này, chúng ta phải biết tự chế, và đây chính là điều rất khó khăn. Xin đề nghị chúng ta nên dành ra một ít thời gian để cân nhắc xem mình có dứt khoát thực hành thức thứ sáu này trong suốt quãng đường đời còn lại hay không. Thức tập bổ sung này, rõ ràng mục tiêu của nó là nhằm nâng cao các năng lực tái tạo của cơ thể. Tiến trình nâng cao này không những làm cho tinh thần được tươi trẻ trở lại,
mà toàn bộ cơ thể cũng thế. Xin lưu ý rằng, thức thứ sáu này đề ra một sự trói buộc mà hầu hết các học viên đều không muốn tuân theo. Bởi vì thông thường với các bà hay các ông ở độ tuổi trung niên, thì một phần hoặc thường khi là phần lớn năng lực chủ yếu của sự sống, nhằm nuôi dưỡng bảy luân xa, được hướng thành năng lực tái tạo. Một phần quá lớn của năng lực này bị hoang phí ở luân xa thứ nhất, và như thế nó không thể lên đến sáu luân xa kia. Nhằm có thể trở thành một con người cực kỳ tươi trẻ và khỏe mạnh, một siêu nhân, các bạn cần phải bảo quản cái năng lực mãnh liệt của sự sống này và dẫn nó lên phía trên, hầu toàn bộ các luân xa có thể dùng đến nó, nhất là luân xa thứ bảy. Nói cách khác, các bạn cần phải sống độc thân, hầu cái năng lực tái tạo này có thể được tái sử dụng vào một mục đích cao cả hơn. Khi đó, việc đưa sinh lực chủ yếu của sự sống lên phía trên là một điều rất dễ dàng. Vậy mà từ bao nhiêu thế kỷ nay, con người thường thất bại trong khi thực hiện ước mơ này. Ở phương Tây, toàn bộ các tôn giáo đã thử vươn đến mục tiêu này, nhưng tất cả đã thất bại. Sở dĩ như thế là vì họ muốn làm chủ cái năng lực tái tạo này bằng cách đè nén và ngăn chặn nó. Thực ra, chỉ có một cách duy nhất để làm chủ cái thôi thúc mãnh liệt này, đó là chuyển hóa nó, chứ không phải là triệt tiêu hay ngăn chặn nó. Chỉ bằng cách chuyển hóa nó, bạn mới có thể làm chủ được cái năng lực chủ yếu của sự sống, và đồng thời đưa nó lên cao. Bằng cách này, bạn không những tìm thấy sự trường sanh bất lão như các cụ ngày xưa thường gọi, mà còn có thể ứng dụng nó, điều mà người xưa lắm khi không làm được. Giờ đây, chúng tôi xin nói với các bạn rằng, thức thứ sáu này là một thức đơn giản và dễ dàng nhất. Bạn chỉ thực hành nó một khi cảm thấy bị thôi thúc thái quá bởi tính dục và có ước muốn tự nhiên cần phải giải quyết nó. May thay, thức thứ sáu này quả là rất đơn giản để bạn có thể thực hành nó ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào mỗi khi bạn cảm thấy bị thúc bách bởi tính dục. Tất cả những gì mà bạn phải thực hành là đứng thẳng người và từ từ thở hết không khí ra khỏi phổi. Trong khi làm như thế, bạn hãy cong mình và đặt hai bàn tay lên đầu gối, cố thở cho bằng hết không khí còn lại ở trong phổi, và rồi với buồng phổi trống trơn, quay trở lại với tư thế thẳng đứng, đặt hai tay lên hông và ấn chúng xuống, đồng thời thu bụng vào càng sâu càng tốt và nâng cao lồng ngực. Giờ đây, hãy giữ tư thế này càng lâu càng tốt. Cuối cùng, khi bạn cảm thấy cần phải hít thở hay hít thở không khí vào bằng mũi, khi phổi đã đầy, hãy thở ra bằng miệng. Trong khi thở ra như thế, hãy thư giãn đôi tay và buông thõng chúng một cách tự nhiên dọc theo hai bên hông, rồi hít thở sâu vào vài lần bằng miệng hoặc mũi. Đây là tất cả những gì mà bạn phải thực hành với thức thứ sáu này để tái định hướng năng lực tính dục và hướng sức mạnh của nó đi lên. Hầu hết mọi người đều phải thực hành ba lần thức thứ sáu này. Sự khác biệt duy nhất giữa một người khỏe mạnh sinh động và một siêu nhân, nam cũng như nữ, là ở chỗ siêu nhân biết hướng năng lực chủ yếu của sự sống đi lên để tạo ra sự quân bình và hài hòa qua bảy luân xa, trong khi người kia thì hướng nó vào năng lực tính dục. Chính vì thế mà siêu nhân mỗi lúc mỗi trẻ ra, ngày càng trẻ hơn và tạo ra trong chính họ liều thuốc trường sinh. Chúng tôi cần lưu ý rằng các bạn chỉ có thể thực hành thức thứ sáu này khi các bạn đang sung mãn và bị thôi thúc bởi tính dục. Quý bà, quý ông sẽ không thể chuyển hóa cái năng lực sinh sản này nếu nó còn quá ít hoặc chẳng còn gì để chuyển hóa. Người nào đã hết sung mãn và không còn bị thôi thúc bởi những đòi hỏi của xác thịt thì không nên thực hành thức thứ sáu này, bởi vì nếu thực hành thì nó chỉ mang lại cho sự chán nản và nhiều điều hại hơn là lợi. Thay vào đó, những người này không phân biệt tuổi tác, trước tiên nên thực hành năm thức đã kể cho đến khi họ tìm lại được những đòi hỏi tính dục bình thường. Và chỉ sau khi đã đạt được điều này, họ mới có thể tập sang thức thứ sáu để trở thành một người phi thường. Ngoài ra, các bạn chỉ nên thực hành thức thứ sáu một khi đã có đầy đủ lý do chính xác để đi vào con đường này. Nếu các bạn nào cảm thấy mình yếu kém về sinh lý và phải cố phấn đấu để vượt qua sự cám dỗ của nó, thì như thế, bạn này thật sự không đủ khả năng để chuyển hóa năng lực sinh sản và hướng nó đi lên. Thay vào đó, với sự phấn đấu như thế, cái năng lực này sẽ bị lệch hướng để trở thành một sự xung đột và dày vò trong chính mình. Nói tóm lại, thức thứ sáu chỉ dành cho những ai cảm thấy mình đã trọn vẹn trong vấn đề tình dục và thật sự mong muốn hướng đến những mục tiêu khác. Với hầu hết mọi người,
thì sự lựa chọn một đời sống độc thân không phải là điều dễ dàng. Và vì thế, họ chỉ nên thực hành năm thức tập mà thôi. Tuy vậy, theo thời gian, năm thức tập này có thể sẽ làm cho họ thay đổi quyết định và mong muốn trở thành một người phi thường. Vào lúc đó, người này phải lấy một quyết định chắc chắn để bắt đầu một lối sống mới cho cuộc đời. Họ phải tiến tới mà không lưỡng lự hay nhìn lại đằng sau. Những ai có thể làm được điều này thì sẽ trở thành một bậc thầy thực sự và có thể sử dụng các năng lực chủ yếu của sự sống để thực hiện tất cả những gì mà họ hằng mơ ước. Chúng tôi xin nhắc lại, các bạn nam cũng như nữ không nên nghĩ đến việc hướng các dòng năng lực sinh lý của mình đi lên, trừ phi đã sẵn sàng bỏ lại những đòi hỏi xác thịt ở phía sau để hướng đến việc tạo ra những thành quả của một bậc thầy. Từ đây, bạn có thể tiến bước để gặt hái những thành công xứng đáng với nỗ lực của mình. Vấn đề ăn uống hàng ngày. Chế độ ăn uống của các vị Lạt Ma gồm các loại thực phẩm bổ ích, lành mạnh, và theo quy định thì mỗi bữa ăn chỉ có một thức mà thôi. Điều này tự nó đã là một bí quyết để cường tráng và khỏe mạnh. Khi mỗi bữa ta chỉ ăn một thức mà thôi, thì dạ dày của chúng ta không bị mệt mỏi vì sự thiếu hài hòa của các món ăn. Với một bữa ăn có quá nhiều món, các thức ăn sẽ rối loạn trong dạ dày của chúng ta, vì tinh bột không dễ hòa tan với protein. Chẳng hạn như nếu bánh mì, đó là một chất bột, được ăn chung với một chất có nhiều protein như là thịt, trứng hoặc phô mát, thì một phản ứng hóa học sẽ được hình thành trong dạ dày. Điều này không những làm cho dạ dày bị no hơi, đưa tới sự mệt mỏi của cơ thể, mà về lâu về dài còn làm cho tuổi thọ của chúng ta bị giảm đi. Thoạt đầu, vì quen với lối ăn uống thông thường trước đây gồm nhiều thức ăn khác nhau, nên dễ cảm thấy đói bụng. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng ta sẽ cảm thấy thích thú với một bữa ăn đơn giản, chỉ có bánh mì hoặc chỉ với một loại trái cây duy nhất. Thỉnh thoảng một bữa ăn chỉ có rau không thôi cũng đủ làm cho ta thích thú như một bữa tiệc. Ở đây, chúng tôi không muốn khuyên các bạn giới hạn bữa ăn của mình bằng một thức ăn duy nhất và cũng không khuyên các bạn loại bỏ thịt ra khỏi thực đơn. Điều khuyên đó là tách rời các món ăn thuộc bột, trái cây và rau ra khỏi thịt, cá và gà, có nghĩa là các bạn không nên ăn chúng trong cùng một bữa ăn. Các bạn có thể ăn một bữa toàn thịt, và nếu muốn, bạn có thể dùng nhiều loại thịt khác nhau cho một bữa ăn. Hoặc bạn cũng có thể ăn bơ, trứng và phô mát cùng với thịt hoặc bánh mì đen. Và để kết thúc là cà phê hoặc trà. Nhưng bạn không thể kết thúc một bữa ăn như thế với bất cứ thứ gì ngọt hay được làm bằng bột, không dùng bánh, mứt hoặc kẹo. Bơ là một thức ăn có thể dung hòa được với cả hai loại thực phẩm vừa kể. Bạn có thể dùng bơ chung với những thức ăn có bột hoặc chung với thịt, sữa thì hợp với những thức ăn bằng bột hơn. Với trà hay cà phê, các bạn phải uống đen hoặc pha với ít đường, nhưng không bao giờ nên pha chung với sữa. Việc dùng trứng một cách thích hợp cũng là một thú vị và hữu ích mà chúng tôi đã học được trong thời gian ở tu viện. Các Lạt Ma không bao giờ ăn nguyên trái trứng, trừ khi trước đó họ đã lao động cật lực bằng chân tay. Chỉ lúc đó họ mới ăn hết một quả trứng luộc, loại chung. Nhưng thông thường thì họ ăn chồng đỏ trứng, ăn sống và bỏ chồng trắng đi. Lúc đầu tôi thấy việc bỏ chồng trắng trứng như thế là phí phạm, vì đây là một thức ăn rất ngon. Sau đó, tôi mới hiểu rằng lòng trắng trứng chỉ được sử dụng cho cơ bắp mà thôi, và ta chỉ nên ăn nó sau khi đã làm việc bằng cơ bắp. Chúng ta vẫn biết lòng đỏ trứng là một thức dinh dưỡng, nhưng chúng tôi chỉ hiểu giá trị thực sự của nó sau khi nói chuyện với một người Tây Phương ở tu viện. Người này có một sự am hiểu vững chắc về sinh hóa. Ông ta giải thích rằng, thông thường trứng gà có chứa đủ phân lửa, số dưỡng tố cần thiết cho não bộ, thần kinh và các cơ quan nội tạng. Đồng ý rằng cơ thể của chúng ta chỉ hấp thụ những dưỡng tố cần thiết này ở một lượng nhỏ, nhưng nó cần phải được đưa vào chế độ dinh dưỡng của bạn, nếu bạn muốn thật sự cường tráng và khỏe mạnh, về cả tinh thần lẫn thể xác. Ngoài ra, các Lạt Ma Tây Tạng đã dạy cho chúng ta một điều quan trọng khác là ăn thật chậm nhằm nhai kỹ thức ăn. Nhai thật kỹ là bước quan trọng đầu tiên để làm cho thức ăn nhuyễn đi, hầu có thể dễ dàng hấp thụ. Khi chúng ta ăn bất cứ thứ gì, thì nó cần phải được tiêu hóa trong miệng trước khi tiêu hóa bằng dạ dày. Nếu các bạn nuốt chửng thức ăn, bỏ qua giai đoạn nhai kỹ, một giai đoạn quan trọng chủ yếu, thì như thế thức ăn sẽ trở thành một thứ phá hoại khi nó vào đến dạ dày.
Những thức ăn có nhiều protein như thịt, cá, gà thì không cần bạn phải nhai nhiều như những thức ăn từ bột. Nhưng dẫu sao thì bạn cũng nên nhai cho nhuyễn. Nếu thức ăn càng được nhai kỹ thì tính dinh dưỡng của nó càng gia tăng. Điều này có nghĩa là nếu bạn biết nhai kỹ thức ăn thì lượng thức ăn mà bạn cần ăn sẽ được giảm đi phân nửa. Có những điều trước đây chúng ta xem thường vậy mà sau này mới giật mình kinh hãi. Một trong những điều này là chúng ta nhận thấy ở khắp nơi người ta đã ăn uống quá độ. Có người chỉ trong một bữa ăn mà họ đã tiêu thụ một lượng thức ăn tương đương với khẩu phần của 4 lạt ma làm việc cật lực trong một ngày. Nhưng đương nhiên là các lạt ma chẳng bao giờ mơ ước cho vào dạ dày của mình đủ loại thức ăn giống như người đó. Điều thứ hai làm cho chúng ta khiếp sợ, đó là người ta đã ăn quá nhiều thức ăn trong một bữa. Chính vì thế mà có biết bao nhiêu người trên trần gian này phải thường xuyên đau ốm bệnh hoạn, bởi vì họ chẳng biết gì đến sự liên quan giữa dinh dưỡng và sức khỏe. Ăn đúng thức ăn, có được một sự kết hợp đúng đắn giữa các thực phẩm với nhau, ăn theo một lượng thích hợp và ăn đúng cách, đó chính là những yếu tố để tạo ra những kết quả thần kỳ. Nếu bạn quá mập, chế độ ăn uống vừa kể sẽ giúp cho bạn giảm cân. Ngược lại, nếu bạn gầy yếu, nó sẽ giúp cho bạn lên cân. Ngoài ra, còn có một số điều khác về thực phẩm và dinh dưỡng mà chúng tôi muốn trình bày với các bạn. Thứ nhất, đừng bao giờ ăn các thức làm từ tinh bột trong cùng một bữa với thịt. Giờ đây, khi các bạn còn khỏe mạnh, chúng không làm cho bạn bị suy yếu, nhưng về lâu về dài, chúng không ích lợi cho sức khỏe của bạn. Thứ hai, nếu dùng cà phê thì hãy uống cà phê đen, không dùng sữa hay một loại kem nào khác để pha vào. Nhưng nếu cà phê làm cho bạn khó chịu thì bạn hãy bỏ hẳn nó đi. Thứ ba, nhai kỹ thức ăn cho đến khi nó thành chất lỏng và giảm dần lượng thức ăn mà bạn tiêu thụ. Thứ tư, mỗi ngày ăn một chồng đỏ trứng gà tươi, hãy ăn trước hoặc sau bữa ăn nhưng không ăn trong bữa. Thứ năm, giảm các món ăn trong mỗi bữa của bạn xuống mức tối thiểu. Giọng nói và sức khỏe. Để bắt đầu, tôi xin đề cập đến các giọng nói của người nam. Các bạn có biết rằng có một số chuyên gia chỉ cần nghe qua giọng nói của một người đàn ông thôi là cũng đủ để đoán được người đàn ông này là mạnh hoặc yếu sinh lý. Tất cả chúng ta đều không lạ gì với âm giọng the thé và nhựa nhựa của những người lớn tuổi. Không may thay, khi âm giọng của một người đàn ông lớn tuổi bắt đầu có cái the thé đó, thì đây cũng là dấu hiệu chắc chắn cho thấy cơ thể của ông ta đang trên đà suy thoái. Điều đó diễn ra như sau. Luân xa thứ năm nằm ở dưới cổ điều khiển các dây thanh âm và đồng thời có liên quan trực tiếp với các luân xa thứ nhất, trung tâm sinh dục của con người. Dĩ nhiên, tất cả các luân xa đều có liên quan với nhau, nhưng đặc biệt, nói một cách khác, hai luân xa này ăn khớp với nhau. Cái gì tác động đến luân xa này thì cũng gây ảnh hưởng đến luân xa kia. Hậu quả là khi giọng nói trở nên the thé thì khả năng sinh lý của người đó cũng đang suy yếu. Và nếu năng lực chất chứa trong luân xa thứ nhất yếu đi, thì bạn cũng phải hiểu rằng các luân xa kia cũng đang trong tình trạng suy yếu tương tự. Vì thế, tất cả những gì mà bạn phải làm để tăng nhanh vòng quay của luân xa thứ nhất và thứ năm, đồng thời với các luân xa khác là thực hành năm thức tập. Ngoài ra, còn một phương pháp khác mà các bạn có thể sử dụng để tăng nhanh tiến trình quay của các luân xa, đó là cố gắng để kềm hãm và làm cho giọng nói mình trầm lại. Đây là một phương pháp không mấy khó khăn, và điều quan trọng nhất là bạn cần có ý chí. Hãy lắng nghe giọng nói của chính bạn, và nếu bạn nhận thấy nó đang trở nên the thé, thì hãy điều chỉnh để nó trầm lại. Hãy chọn giọng nói của một ai đó trầm, mạnh, và căn cứ theo đó để bắt chước. Rồi mỗi khi nói, bạn hãy cố giữ cho âm giọng của mình càng được trầm vững, càng tốt. Với một người tuổi đã quá cao thì điều này quả là một thách đố, nhưng họ phải hiểu rằng nếu biết cố gắng, họ sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp. Với nghị lực, chẳng bao lâu sau, âm giọng trầm vững của bạn sẽ làm cho tốc độ quay của luân xa dưới cổ của bạn gia tăng. Điều này đưa tới việc làm tăng nhanh vòng quay ở trung tâm sinh dục là cánh cửa dẫn tới cho năng lực chủ yếu của sự sống. Nếu dòng năng lực này càng lúc càng dâng cao, thì luân xa ở cổ càng quay nhanh hơn, giúp cho giọng nói được trầm hơn, và cứ như thế tiếp tục. Có những người trẻ, bề ngoài xem chừng cường tráng và vững mạnh, nhưng không may,
Chẳng bao lâu sau, họ không còn giữ được cái tốt đẹp đó. Sở dĩ như thế là vì giọng nói của họ luôn có một độ cao the thé và chẳng bao giờ thật sự có được cái trầm ấm của người trưởng thành. Những người trẻ này cũng như những người cao tuổi hơn có thể đạt được những thành quả tuyệt vời bằng nỗ lực hạ thấp âm giọng của mình. Với người trẻ thì điều này giúp cho họ giữ được sự vững mạnh đầy nam tính của mình, trong khi với những người lớn tuổi thì nó giúp tái tạo lại sự cường tráng. Trước đây, chúng tôi đã từng qua một lần luyện giọng mang lại những kết quả rất tốt đẹp. Cũng tựa như tất cả những gì mang lại hiệu quả, phương pháp tập này rất đơn giản. Những khi bạn ở một mình, hoặc những khi không sợ phải làm phiền đến ai, các bạn hãy phát âm bằng một giọng trầm, phần nào bằng mũi. Mim, mim, mim. Lặp lại và lặp lại nữa, từng bước hạ thấp giọng, cho đến khi bạn có thể dằn giọng nói của mình xuống càng thấp càng tốt. Sẽ hữu ích hơn nếu các bạn thực hành điều này vào buổi sáng, khi giọng nói của các bạn có khuynh hướng trầm đi. Sau đó, hãy cố gắng duy trì cái giọng trầm này trong suốt ngày. Một khi đã bắt đầu tiến bộ, các bạn hãy vào phòng tắm để thực hành phát âm. Như thế các bạn có thể nghe rõ âm vang của giọng nói của chính mình. Sau đó, hãy thực hành trong một phòng rộng hơn. Một khi độ vang của giọng nói của các bạn đã gia tăng, nó sẽ làm cho các luân xa khác của cơ thể xoay nhanh hơn, đặc biệt là luân xa thứ nhất, luân xa thứ sáu và luân xa thứ bảy. Ở những phụ nữ cao tuổi, âm giọng đôi khi trở nên the thé và họ cũng có thể làm cho giọng trầm xuống theo cách thức vừa kể. Dĩ nhiên, phái nữ luôn có âm giọng cao hơn phái nam. Vì thế, họ cần phải cân nhắc để không làm cho giọng mình quá trầm như nam giới. Còn một điều khác khá hữu ích, đó là nếu quý bà quý cô thấy mình có giọng ồm ồm như giọng đàn ông, thì họ có thể áp dụng phương pháp vừa mô tả để làm cho giọng của mình được nhẹ đi. Các lạt ma thường ngân nga tụng kinh hàng giờ theo một giọng trầm trầm. Ý nghĩa của điều này không phải ở chỗ họ ngân nga hay tụng kinh, mà ở chỗ âm giọng của họ tạo ra một độ rung, và độ rung này tác động đến bảy luân xa. Từ hàng ngàn năm trước, các lạt ma đã khám phá ra rằng độ ngân của tiếng ôm có tính mãnh liệt và hiệu năng đặc biệt. Quý bạn sẽ thấy rằng cái tiếng ôm này sẽ rất hữu ích nếu bạn biết ngân nga ít ra là vài lần vào mỗi buổi sáng, và nó sẽ càng giúp cho các bạn hơn nếu các bạn lặp đi lặp lại điều này trong ngày và bất cứ lúc nào các bạn có thể. Để bắt đầu, bạn hãy thực hành như sau. Hãy đứng thẳng người và hít thật sâu, rồi từ từ thở ra, tạo thành tiếng ôm. Chia tiếng này ra thành hai âm, phân nửa là ô và phân nửa kia là Hãy cảm nhận cái âm thanh ô rung động qua lồng ngực và cái âm thanh rung lên qua hốc mũi. Bài tập đơn giản này giúp ích rất nhiều trong việc liên kết bảy luân xa, và các bạn có thể dễ dàng nhận thấy những lợi ích của nó hầu như ngay trong những lần tập đầu tiên. Bạn phải nhớ rằng chính độ rung của âm giọng là điều quan trọng, chứ không phải trong điệu ngân nga hoặc trong ý nghĩa của thanh âm. Như thế là chúng tôi đã nói với các bạn khá nhiều điều có liên quan đến bảy luân xa. Giờ đây chúng tôi muốn góp ý về những gì có thể làm cho chúng ta tươi trẻ hơn thêm. Tuy những điều này chẳng liên quan trực tiếp đến bảy luân xa. Các bạn thử nghĩ xem, nếu chúng ta có thể bất chợt đưa một quý ông hay quý bà hom hem già nua trẻ lại 25 tuổi, thì chúng tôi cam đoan rằng quý ông, bà này trong một thời gian đầu sẽ tiếp tục có hành vi và lối ứng xử của một người già nua. Tuy rằng hầu hết mọi người đều than vãn về cái tuổi già nua của họ, nhưng thật ra họ đồng thời cũng cảm thấy thích thú với cảnh già và những nhàn hạ do nó mang lại. Và không cần phải nói, chính cái tâm trạng này sẽ không thể nào làm cho họ trẻ lại. Vì thế, nếu một người cao tuổi muốn mình được thực sự tươi trẻ ra, thì họ cần phải có lối suy nghĩ, hành động và ứng xử như một người trẻ và loại bỏ đi cái tâm trạng và động thái của một người già. Điều đầu tiên mà bạn phải quan tâm đó là cái dáng vẻ của bạn. Các bạn hãy giữ cho thân mình thẳng đứng. Lần đầu tiên khi các bạn đến tham dự khóa học này, một số các bạn đã có một thân mình còm cõi như dấu hỏi. Nhưng khi mà nhựa sống bắt đầu trở lại và tinh thần đã phấn chấn, thì dáng dấp của các bạn cũng thay đổi khá hơn. Đó là điều tốt đẹp, và các bạn hãy cứ thế mà tiến lên. Các bạn hãy nghĩ về cái dáng dấp của mình và cân nhắc nó trong khi làm các công việc hàng ngày. Hãy đứng thẳng lưng, ưỡn ngực và giữ cho đầu được thẳng,
Làm như thế, các bạn có thể trẻ lại 20 tuổi và xóa đi cái già nua của các bạn. Cứ như thế, các bạn xua đi cái già nua của các bạn, mỗi khi đi đâu đó, trước tiên các bạn phải biết rõ mình muốn đi đến đâu. Sau đó, bước ra khỏi nhà và đi thẳng đến đó. Đừng bao giờ lê bước mà hãy tiến vững chãi, tâm trí hướng về nơi mình muốn đến và đảo mắt nhìn những gì bạn đang bước ngang qua. Nhằm thực hiện cái điều thần kỳ đó, việc đầu tiên là các bạn phải thật sự ao ước nó. Sau đó, các bạn phải nuôi dưỡng cái ý nghĩ rằng điều đó không những là có thể thực hiện mà còn là chắc chắn, vì bạn đã dứt khoát. Bởi vì bao lâu mà bạn còn nghĩ rằng sự tươi trẻ chỉ là mộng ảo thì nó vẫn là mộng ảo. Nhưng một khi các bạn đã dốc tâm ôm ấp cái sự thật thần kỳ là bạn có thể tươi trẻ và khỏe mạnh cả tinh thần lẫn thể xác, và một khi bạn đã dồn mọi ước muốn vào cái thực tế đó, thì như thế bạn đã uống được những dòng nước đầu tiên của suối nguồn tươi trẻ. Năm thức tập đơn giản mà chúng tôi đã truyền đạt cho các bạn là một khí cụ giúp cho các bạn thực hiện được điều thần kỳ đó. Dẫu sao, đây cũng là những điều đơn giản trong đời sống, nhưng đồng thời cũng mãnh liệt và hữu hiệu. Nếu các bạn vẫn tiếp tục thực hiện chúng với toàn bộ quyết tâm và khả năng của các bạn, thì các bạn sẽ được tưởng thưởng một cách xứng đáng. Phần kết luận. Thật là thích thú khi thấy các bạn tăng tiến trong từng ngày một. Đến đây, chúng tôi đã truyền đạt cho các bạn tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm được, và hy vọng rằng năm thức tập này tiếp tục phát huy các nhiệm vụ tốt đẹp của chúng ta, và sẽ mở ra cho các bạn những cánh cửa của sự an hiểu và thành công trong tương lai. Phần phụ lục. Làm thế nào để tiết kiệm và sử dụng năng lực? Một khi con người đã nhận thức về cái năng lực chủ yếu đang làm cho họ sinh động, và một khi họ đã biết tích lũy và phát triển cái năng lực đó bằng những phương pháp tập thích hợp, thì vấn đề còn lại là họ phải biết giữ gìn và sử dụng với một hiệu năng tối đa. Tư tưởng và hành động, dẫu có là tầm thường nhỏ nhoi, cũng làm cho bạn tiêu tán đi một số năng lực nào đó. Chính vì vậy mà các bạn phải kiên trì chống lại sự phân tán tinh thần, cũng như những hành động chống không, máy móc, thực hiện không có mục tiêu, không ước muốn thật sự, hoặc chủ yếu là để cho qua giờ. Bị tiêu tán như thế, năng lực suy giảm và mất đi sức mạnh của nó, về lượng cũng như về thể chất. Ngược lại, nếu bạn biết hướng dẫn và kềm hãm các luồng tư tưởng, ngăn chặn trí tưởng tượng, kiểm soát các cảm xúc và biết hành động theo mục tiêu đã được xác định, thì các bạn có thể đạt được một sự tập trung năng lực với toàn bộ hiệu năng của nó. Sự trầm tĩnh. Sự trầm tĩnh ở dáng vẻ bề ngoài cũng như trong nội tâm không những là một lợi điểm giúp cho các bạn trong đời sống, mà còn là phương tiện giúp các bạn tránh được sự mất mát năng lực. Nhằm đạt được điều này, các bạn phải nuôi dưỡng và phát triển sự tự chủ. Các bạn phải dùng ý chí để kiểm soát và làm chủ các cảm xúc. Cảm xúc là lực, và khi lực này được biểu lộ, nó đã mất đi đáng kể cường độ của nó. Ngược lại, nếu biết kềm giữ, nó sẽ giúp cho các bạn gia tăng sức mạnh. Việc kềm giữ này bao gồm một sự luyện tập liên tục nhằm làm chủ mọi hành vi vô thức, khống chế mọi cảm xúc nội tại. Bởi như Swami đã nói, tĩnh lặng là sự thể hiện cao cấp nhất của sức mạnh, hoạt động là sự thể hiện của lực ở cấp thấp, tĩnh lặng là sự thể hiện của lực ở cấp cao. Giấc ngủ. Giấc ngủ là một trong những cách thức chủ yếu nhằm thu hồi và tích lũy năng lực. Thật vậy, chính trong khi chúng ta ngủ, những dòng sinh lực chuyển động trong cơ thể của chúng ta sẽ có được một hoạt động hoàn toàn mới mẻ, được giải phóng khỏi những ràng buộc của hành động và tư tưởng. Chúng có thể lưu chuyển trong khắp cơ thể theo một cách thức liên tục và điều hòa, tác động của chúng như thế trở nên hữu ích. Tuy vậy, yếu tố vừa kể cũng tùy thuộc vào những điều kiện tác động đến giấc ngủ của bạn, như sự thoáng khí của phòng ốc, tiêu hóa, sự tĩnh lặng của tâm trí và tất cả những gì liên quan đến chúng. Một bữa ăn tối quá no nê làm cho sự tiêu hóa trở nên nặng nề, buộc cơ thể phải đương đầu. Trong trường hợp này, năng lực sử dụng sẽ bị tiêu hao và không nạp được vào các luân xa. Như thế, bạn không thể ngủ ngon giấc, máu, cơ bắp và thần kinh đều thiếu hẳn cái sinh lực chủ yếu đó. Sự ngơi nghỉ không được diễn ra theo đúng nghĩa của nó, da thịt không được săn cứng và sức mạnh của cơ bắp sẽ bị suy yếu.
đi chân đất. Các cổ thư Trung Hoa và Nhật Bản đề cập tới việc đi chân đất như là một thức tập phải được thường xuyên thực hành để chẳng những được lành mạnh mà còn nhằm phát triển sinh lực. Thức tập này tuy bề ngoài có vẻ không quan trọng nhưng mang lại những kết quả tốt đẹp trên trương lực của thần kinh, và không ai có thể nói hết những lợi ích mà họ đã đạt được trong việc kích thích những đầu mút thần kinh của đôi chân. Bạn nên thực hành việc đi chân đất ở ngoài đất, tốt hơn là vào mỗi buổi sáng đi trên cỏ còn đẫm xương hoặc trên những lớp sỏi của lòng suối. Ngoài ra, các bạn phải điều hòa nhịp thở sao cho phù hợp với bước đi bằng cách hít thở thật sâu. Sau mỗi buổi tập, bạn không nên lau khô chân bằng khăn, mà chỉ nên dùng tay xoa bóp cho đến khi da được khô, mềm và ấm hẳn. Đi chân đất giúp cho các bạn tái lập sự tiếp xúc với mặt đất, điều mà con người hiện đại thường thiếu sót vì phải luôn luôn mang giày, vớ. Sau cùng, thì chúng ta phải quan tâm tới năng lực và sự hô hấp, cùng với những phương pháp hít thở, đặc biệt là những phương pháp thở rất quan trọng, và sau cùng là bảo tồn lấy nước miếng, chúng ta không nên phí phạm nước miếng